Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, chiều ngày 20 tháng 7, quyền ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi tổ chức lễ bàn giao và đưa vào sử dụng căn nhà tình nghĩa cho hộ bà Lê Ngọc Ánh, ấp Đồng Tâm Ma, xã Tân Việt. Căn nhà có diện tích sử dụng trên 43m², trị giá 150 triệu đồng. Trong đó, quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại gia đình thân tộc đóng góp. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi Phạm Thanh Liêm đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách. Xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam. Trong nhiều năm qua, huyện Đầm Dơi đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đưa phong trào đền ơn đáp nghĩa đi vào chiều sâu, góp phần giúp đỡ có hiệu quả các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc. Tại lễ bàn giao, đại diện gia đình đã cảm ơn sự quan tâm của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi và các cấp chính quyền đã giúp đỡ tạo điều kiện cho gia đình có được căn nhà khang trang và hứa sẽ tích cực lao động, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, đồng thời quản lý sử dụng căn nhà đúng mục đích, có ý nghĩa và lâu bền.